một em ba đuôi, hai em ông tiên, á một em con gì cũng không biết tên luôn á. Rồi bây giờ để mở đèn xuống cho anh em coi. Mấy góc này mới thấy rõ hay góc đó thấy rõ? Đó, anh em thấy chưa? Ông tiên nè, cái ông tiên nè, đó, con ba đuôi. Hello anh em, có anh em nào mà vừa mê xe mà vừa mê cá giống tôi không? Thì á, ở showroom á, không có chỗ nuôi cá nhiều cho nên mình mua vài em thôi để bỏ bàn làm việc thôi. Nhưng mà thật sự rất là mê, nhưng mà vì ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn á, mình không có chỗ nuôi cho nên bắt buộc là mình phải nuôi nhỏ nhỏ thôi anh em à. Chứ mà rộng rãi là mình cũng nuôi rồi, tại vì với lại mình nuôi mình không có thể chăm sóc á. Giờ mình đang ở Củ Chi, mình không biết ở đây là đâu luôn. Thì mình mua mấy em cá về thả cho anh em coi thôi, lâu lâu đổi đổi phong thủy đó. Rồi ok, cho anh em coi cá là đã luôn. Cái này cũng rất là rẻ luôn anh em, có đủ thứ loại cá hết, có mấy ngàn con à đó, có mấy ngàn một con thôi đó. Cái gì nè, bùm đen 4k nè, Noli đó. Đẹp không? Bùm mau hả? Bùm mau là bùm mau, bùm mau. Lại không gian cá ở đây á, sống á, rất là thoải mái luôn. Nó không giống như ở Sài Gòn mình nha. Ở mình á, cái một cái hồ bỏ rất là nhiều cá, nó rất là chọc, rồi nhìn con cá nó rất là nhừ. Ở đây á, bỏ cá rất là thoải mái luôn, mình lựa rất là dễ, là cá nó rất là thoải mái luôn, nó rất là khỏe, nhìn thấy cá rất là khỏe luôn anh em. Con gì? Cá chép gì, nao lương gì 30k nè. Đó. Ở dưới đây có cá tai tượng nè. 60k. Phát tài 30k. Ở đây không gian cá rất là thoải mái nè. Rất là nhiều giá anh em coi, ngựa đá 7k. Cá này nhỏ rất là dễ thương mà. Cá lông nhãn, đây gọi là cá lông nhãn, mình gọi cá lông nhãn, anh em gọi là ba đuôi, 50k. Cá rất là khỏe luôn. Ông tiên bự là 20k. Do cái hồ mình rất là nhỏ nên mình không có thể mua ông tiên bự được, mình mua nhỏ thôi anh em. Lát nữa về sẽ quay cái hồ trong phòng làm việc của mình cho anh em xem. Sợi ngựa hả? Ba màu hả? Ba không có rõ quá. Có 3.000 con thôi, có 2.000 con thôi anh em, rất là rẻ luôn. Hồng cắm 3.000. Hồng đào mình có mua con này nè anh em, 10.000 con nè. Con này nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Đó, mình có mua con này để về thả hồ. Bên đây là hồ cá rồng, cá 250 thôi anh em. Đó. Do mình không có thời gian chăm sóc, mình có thể mua cái hồ bự nhưng mà không có thời gian chăm sóc anh em. Cá chép Nhật 30k, con nào nấy bự không. Đó anh em. Đó. Qua đây nè, chuột nhắt chuột Thái hả, 20k con. Cá bình tích 2.000 à, con cá có 2.000 thôi anh em, con cá có 2.000 đồng thôi. Ở dưới đây dưỡng cá nè anh em, lá bàn thôi, đẹp lắm. Ở đây bán cá cực rẻ luôn anh em, mình thấy là rẻ. Cá cam, cá gì đó, nhìn nó giống con ngựa ghê, rẻ không à. Cá này có 20.000 hả, cá này 5.000. Neon 7.000 là có màu neon anh em. Cá 7 màu là 2.000 con. Phượng hoàng, cái phượng hoàng này đẹp quá nè. Chuột ruby bên bông đó, đẹp màu này. Để mình tính tiền, mình quay nãy giờ nhiều. Anh tính tiền em anh. Lâu lâu đi ngang qua đây mua.
rồi. Tại hồ nhà em nhỏ quá, bự là em mua nhiều quá. Nó nhỏ quá, không có đủ chỗ. Đó, cho anh em ngắm cá. Là anh em cá mình mua nè. Mình mua vài con thôi. Đó anh em. Mua con cá chép coi nè. Coi con, cá ba đuôi. Dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi. Cá ba đuôi lại mấy con cá ông tiên nhỏ nhỏ. Đó đó. Là hai con hồng hồng đó. Đó thấy chưa nè. Cá chép coi nhỏ nè anh em. Đó thấy không? Cá chép coi lúc đó còn nhỏ. Sao nhìn nó giống cá mồi vậy ta? Nhìn giống cá mồi. Rồi. Coi cá đã chưa đi, đây là bên đây là chép coi nè. Coi lúc đó. Cầm một tay quay một tay ấy, anh có cầm rồi thôi, ba anh em mình về nha. Cá rẻ luôn á, mấy ngàn rồi, mua đã luôn á anh em. Anh em mà có hồ bự á là anh em mua đã luôn, tại hồ mình nhỏ quá, lát nữa mình sẽ quay cái hồ trong phòng làm việc cho mình anh em xem. À, rồi, ok anh em nha. Lâu lâu chơi cá đi, vừa mây xe vừa mây cá. Rồi, đã về tới nơi. Thì bây giờ mình sẽ thả về vô thả em cá trên cái phòng làm việc rồi mình edit clip ha. Ok anh em. Quay cho anh em coi xe đồ cho sơ sơ chứ quay cá không đúng không? Rồi ok anh em. Thì đây là cái bàn làm việc của mình. Thì mình do không phải là mình không có diện tích để mà nuôi cá, mà là có nghĩa là mình không có thời gian chăm. Và mình nuôi như vậy thì mấy đứa em của mình nó chăm. Ví dụ như Hân hay là diện tích gì đó là lên đây chơi game ở đây nè. Thì là ít với Hân chăm mấy con cá này, với lại mấy đứa em của mình chăm đó. Và mình sở thích của mình là mình thích coi ngắm cá, thích nuôi cá gì đó. Đó, hồi xưa là lúc mình phải đi học nuôi rất là nhiều, mà bây giờ không có thời gian mà mình không chăm nó được thì tội nó đó. Anh em quay gần cho mấy anh em coi ai có sở thích giống tôi không. Đó, thì đây nè, đó một cặp chép. Mình mua cá bình thường thôi, không có anh thích nuôi cá săn mồi, tại vì cá săn mồi á nhìn nó ăn đồ nhìn nó tội quá, nhìn tội mấy con cá con quá. Mình thích nuôi cá gì này đó. Anh em mới về cho anh em tặng cá là tôi lấy liền. Mặc dù nó số tiền mua cá nó rất là ít, nhưng mà mình rất thích cá. Nó nhỏ nhỏ mình thích là lấy liền, thích nuôi kiểu cá chép hay là cá ba đuôi đó. Thì bây giờ mình sẽ thả mấy em cá này vô, để giờ ngâm nước nhiều đó. Thả mấy em cá nãy giờ mình mua có mấy chục ngàn à anh em à, rẻ lắm luôn á. Nè, hai con hồng, hai con ông tiên, một con coi nè. Thì mình ngâm như vậy á để cho nó quen với cái nước, giống như người mình nằm đất để quen mùi đất. Chạy cũng gần một tiếng đồng hồ thì bây giờ mấy em nó mới được tung tăng. Một em ba đuôi, hai em ông tiên, một em con gì cũng biết tên luôn á. Rồi bây giờ phải mở đèn xuống cho anh em coi. Quay góc này mới thấy rõ ha, góc đó thấy rõ. Đó, anh em thấy chưa? Ông tiên nè, cá ông tiên nè, đó, con ba đuôi mới thả vô nè. Đúng không? Đúng không? Con này mới thả vô đó. Con này mới thả vô. À còn con hồng hồng nè. Đó. Thấy chưa? Hồng hồng. Đó, nhìn đẹp không? Quay rộng cho anh em xem. Đẹp không? Mình thích nuôi ba đuôi bởi vì nó bơi á, nhìn nó đẹp đẹp. Ủa con nãy mình mua, con này bự quá trời luôn em. Mà có 5.000 con thôi. Con này nè, cá nóng nhãn ba đuôi nè, bự quá trời luôn, có 3.000 con thôi. Còn ông tiên có 7.000 thôi. Đó. Nó rất nó là thú vui, ít tốn tiền anh em. Còn cái hồ này á, mình được tặng nhân viên của mình tặng á, hình như là có 1 triệu thôi. 1 triệu cái. Có đèn, có oxy trong đó luôn, đầy đủ luôn. Có nghĩa là mình lấy bàn máy tính này về để làm việc, rồi xong á mình thấy chỗ này thiếu thiếu, cái nó chạy ra nó kêu anh mình thích cá đúng không, nó chạy ra nó tặng mình cái hồ cá. Là hồ này nó nói là mua có 1 triệu hay 1 triệu hay 900 gì đó, mình quên. Có đèn chỉnh màu luôn, để qua đây chỉnh màu cho anh em xem. Nó rất là rẻ ha, thú vui rất là rẻ luôn. 1 triệu là thay nhớt mô tô là hết đó, chỉnh màu hồng nè.
đây chỉnh màu màu hồng hết rồi, màu hồng với màu sáng, màu sáng mình thích màu sáng hơn. Đây, em chép coi bơi qua đây rồi. Đó thì bây giờ mình cho nó ăn nha anh em, để mình lấy đồ cho nó. Quay ra rộng nó cái view lên. Đó nó bay lên nó ăn mà, nhìn thấy không? Bay lên nó ăn, thấy chưa? Thấy rồi, táp đi. Thấy ăn chưa? Đó, dễ thương lắm luôn á anh em. Nói chung là mình giải trí nhỏ nhỏ. Không biết là cái diện tích này là mình nuôi nhiêu đây là đủ rồi đúng không? Đâu có cần mà phải đủ rồi, mình thấy nuôi nhiều nữa là nó bị chiếm diện tích, nó bơi không có thoải mái. Thì mấy cá ba nuôi này á, nó bơi cũng không có nhiều, cho nên gì là ok. Ở trên mình có thả thêm mấy em cá nhỏ nhỏ nữa. Và bây giờ có thêm mấy em cá ông tiên lại màu hồng hồng, nhìn cho cái hồ nó màu nhiều đó, như em cá hồng này nè. Cá này tên gì mình còn không biết tên đó. Đó đây là con cá chép mồi nè. Mình thấy nó ở ngoài tiệm nó tội quá, sợ nó làm mồi cho cá ăn thịt á. Mình mới mua về mình nuôi. Thì mình nuôi mấy con rồi. Mình có cái hồ nhỏ mini nữa. Cái hồ xíu xíu mình để ở ngoài kia để mình nuôi mấy con cá chép mà mồi á, mình đem về á. Nó hồ nhỏ mình để ngoài kia kìa. Người trước á, nói chung bây giờ chỉ cho cái hồ mà để bàn làm việc của mình thôi. Đa số là mình nuôi ba đuôi nhiều ha anh em ha. Ôi con ba đuôi này bự nhất luôn mà có 5.000 à. Đúng rẻ luôn. Còn mấy con này mình mua ở Sài Gòn cũng 5.000 mà nhỏ xíu à, lúc đó nó nhỏ xíu à. Còn con này mình mua ở dưới Củ Chi nè, nãy quay ở dưới Củ Chi mua 5.000 con. Đó rồi con ông tiên có 7.000 con à. Cực kỳ rẻ luôn ha anh em à. Đó rồi đó, cái chỗ làm việc á nó có chút cá vô nhìn nó thú vị. Rồi, qua đây chơi cho mình chơi. Ở đây là không phần sự cắm vào. Đóng cửa lại. Lộ đúng ra là không.